Khánh nó cười. Sao em nghe đi ta? Phải rồi. Dạ. Tức quá đi. Cường đang mà lo thì nó lớn đây. Chết rồi kìa. Rồi xong. Đắp. Trời ơi. Ngay rồi. Lên. Cảm ơn anh chị. Tám ba. Hay lắm, trường lớn.
Ơi trời. Ba. Năm dao nè. Đó. Trời ơi. Nhìn. Thắm. Thắm kìa. Mười mười bốn mười một mười bốn tiến lên luôn hai đội diệt luôn mười một anh gì ngoài âm thanh sát thủ vô trời ơi năm mười đừng có lôi nữa. Mười hai mười lăm. Việc là đừng có nóng vội là đừng. Trời ơi. Sáu mười hai. Cũng là nhỏ. Gió thổi lên rồi. Đội ông Khanh bây giờ lại thế nè. Gió thổi lên rồi đó ông Khanh ơi. Gió thổi lên rồi kìa. Trời ơi, việc cứ nóng vội vậy là không được rồi. 36. Anh phải quýnh từ từ thôi. Ngại rồi. Ngại người vậy rồi. 46. 46. Trời ơi. 24. Đây là một cơ hội tốt nha. Để thoát nha, trên. Giáo mạnh lên phía sau. Không còn nữa. Mạnh tí nữa, nó chưa ra ngoài hết nữa. Nó tới nửa xăng à. Bây giờ cao ấy chị. Hả? Đừng đi. Đĩa. Đến. Cao lên, cao lên. Anh không có kiếm chỗ lên tí nữa. 19, 14 hả? 19, 14. Đúng. Lớp là hai huynh mấy trái thành sầu ấy, nó cứ đùa nha. Rồi xong, để nó có thông rồi. Vô. Đã có chiến thắng đầu tay rồi.